Đầu video trên màn hình nhỏ anh Khoa Săn Bắt xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới tràn đầy nhiệt huyết. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian ra. Thì mà cả nhà ơi, hôm nay đó thì mình tiếp tục đi nhấp cá ở cái ao quan này nè cả nhà. Cái ao này người ta hồi trước là người ta móc đất lên á để đắp cái nhà mộ ở phía đối diện mình nhấp cả nhà. Nên giờ người ta đã bỏ lâu dữ lắm rồi, không có ai nuôi nắng gì hết trơn, bắt gì hết trơn á. Thì trong khoảng thời gian á mình đi bẫy gắn á cả nhà, thì mình phát hiện ra một cái ao này cá nó dọn dọn bựng bựng với cả nhà mà không có ai bắt. Nên mình đi nhấp coi thử có dính không cả nhà ơi. Cá lại cả nhà. Cái anh nhấp sẽ chạy phát nữa. Mới giặt rồi giờ sao bắt nó đây trời, dướng dướng rau muống này cả nhà ơi, ao quang không ngờ cá bự dữ luôn. Thôi thôi coi nè, trời đã trời ui trời ui, mình lôi con nhỏ luôn, cứ sợ cây câu mình gãy cả nhà. Ôi trời, ui cáo cả nhà ơi, ui trời, trời đã cả nhà ơi, ui là mèn con ao quang mà con cá bên lớn này nè cả nhà, trời chưa từng thấy luôn, kinh khủng thiệt chứ. Cái ao bỏ hoang lâu năm mà không ngờ có con cá chê nó bự vậy nè. Ôi là mèn. Kìa mình lôi nó lên cái con đường ra muốn đi luôn kìa. Dữ dằn thiệt chứ cái ao quang này. Chắc cũng còn nữa, mình đoán chắc cũng còn vài một vài con á cả nhà ơi. Mới bỏ xuống nhấp nháp chút xíu à. Mà dính được một em bên lớn đây nè. Ôi là trời. Con cá kinh khủng thiệt. Để mình đo thế được mấy gang. 1 gang. 2 gang. Trời ơi, tới 3 gang của mình luôn á. Ôi là mèn con cá coi nè. Hết nối nổi con cá. Ây da. Ây da. Trời. Quá khứ con cá ông nội mẹ ơi. Cá khủng. Con cá chê khủng. Ôi là trời, nó ăn một cái, nó lôi một cái, nó quăng một cái, nó tới bờ bên kia luôn. Cái ao quang là dữ dằn thiệt chứ. Kinh khủng cái ao quang này thiệt. Để mình gỡ nó ra cả nhà. Dữ dằn thiệt chứ trời. Coi nè. Con cá chê ông nội mẹ ơi, hết nối. Khủng thiệt. Trời ơi, thằng nó lóc đi luôn. Ôi là trời. Con này tầm khoảng có 3 kg sao đâu. Ờ, mập lù luôn, đen thui luôn. Ôi là mèn ao quang. Rồi để mình xử lý nó cái, để mình câu thêm thử nó còn con nào nữa không cả nhà. Ôi là trời. Con cá khủng thiệt, khủng quảng con cá thiệt chứ.
Rồi để mình xử lý ca này luôn. Đây cả nhà, mình đã móc mồi xong rồi cả nhà. Bây giờ mình tiếp tục mình nhấp thử nó có ăn nữa không. Ôi là trời, con cá khủng. Cá chê khủng thiệt chứ. Tiếp tục mình nhấp chỗ này cả nhà. Ôi trời, cá chê khủng hoảng thiệt. Ô còn nữa cả nhà ơi, nó lội nó dọn nữa nè. Dọn bựng bựng cả nhà ơi. Quá xá rồi. Nãy mình lôi nó có đường luôn nè cả nhà. Đường rau muống mình lôi lên nó có đường. Trời, nãy em dính cá chê khủng hoảng thiệt. Nó dọn dọn mà nó chưa ăn, nó có đó, cả nhà thấy chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Trời, trời ơi. Dọn bận bận thì mà nó không ăn, trời chắc nó nhát rồi. Không ngờ cái ao quang mà cá dữ dằn thiệt chứ. Mình đi bẫy rắn để mình phát hiện. Bữa nay mình đem mình phát hiện nó có cái ao quang đó. Khu nào có nhà ở. Nãy dính con kia nó quậy quá nhát cả nhà. Giờ điểm cả nhà. Bác không?
Ôi liệt cái câu luôn. Ui. Ui ui. Quá ơi. Quá ơi cả nhà ơi. Quá ơi. Trời trời trời. Ui. Ui. Trời trời. Ăn ơi để mày lôi vô. Trời trời gãy. Gãy đọt câu luôn. Quá. Quá khứ rồi, quá khứ rồi. Quá ơi cả nhà ơi. Ôi trời ơi. Trời cái ao quang mà cá bự. Ui, sao bắt nó đây. Trời bữa nay vô mánh rồi cả nhà ơi, lôi. Dạ trời. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Khủng khoảng luôn. Ôi trời ơi trời. Ui, lôi rồi cả nhà ơi. Khủng khoảng cá này thiệt chứ. Ôi là trời. Cá chê. Con này là con thứ hai nha cả nhà ơi. Ui là mẹ khủng quá, con cá chê thiệt. Ui là trời, con này có không thua gì con nãy đâu, chắc một cặp cái gì á. Con nãy ú, con này ốm nè. Cá này chắc cá đực nè cả nhà. Ui là trời. Con nãy có được 3 gan để mình đo con này á. 1 2. Con này cũng 3 gan luôn mà. Hơi ốm hơn con nãy cả nhà. Ê, ôi, ôi, ôi. Ôi trời ơi. Chạy hả? Ôi cả nhà nó khôn quá, nó chạy quay lại ngược rồi cả nhà ơi. Sướng. Ôi trời bữa nay bội thu ông nội ơi. Ông nhấp cái ao quang mà dính con cá bự lớn này nè, hai con luôn. Ôi để mình xử lý nó luôn. Cái này về chứ. Đẹp bữa chứ không biết làm gì ăn nữa. Khủng hoảng cá thiệt chứ. Trời trời. Ôi trời con cá chê. Ê, trời trời ôi trời chạy. Chạy chạy. Con mình một à. Quay video cũng hơi khó. Cả nhà xem video không chất lượng, cả nhà thông cảm nha. Ui trời ôi trời. Wow. Ôi là trời liệt cưng luôn. Ê cha, không ra. Lưỡi câu này móc chất lượng quá. Ê cha. Ê cha, xong. Ôi là mẹ con cá nè. Úi. Quá khứ con cá. Trời trời. Sướng cả nhà ơi. Ôi để mình xử. Cả nhà thấy không? Cá chê. Ôi là trời. Cá chê khủng. Cả nhà thấy không? Cá chê khủng cả nhà ơi. Ôi là men. Khủng hoảng thiệt. Cá chê khủng hoảng kinh tế thiệt. Ây da. Nãy giờ câu xong á, thêm một nãy mình dính con thứ hai á, mình câu thêm nữa mà nó không ăn nữa cả nhà. Câu cả buổi trời luôn nó không ăn, mình không có quay cho cả nhà xem. Đây nè, thành quả của mình nè. Mình đã về tới nhà. Mình đã về tới nhà cả nhà. Được hai con. Hai con cá chê khổng lồ. Quá khứ. Rồi video đến đây cũng kết thúc rồi cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Cả nhà xem video mình thấy hay thì cho mình xin một like. Mọi người nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký để theo dõi các video của mình nhé. Chào tạm biệt cả nhà.